rồi thì mình với lại Linh đến Starbucks ở gần trường ngồi chờ đến 5 giờ mới đi làm, mới có 3 giờ thôi, ngồi đây 2 tiếng. Trong lúc ngồi ở Starbucks chờ đến giờ vào làm thì mình đọc sách. Đây là quyển sách mà mình đang đọc. Giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh, Business Nihongo Kaiwa. Nghe thì có vẻ cao siêu ha, nhưng thật ra đây là một cái quyển sách bao gồm những cái chủ đề giao tiếp rất là gần gũi trong đời sống hàng ngày của tụi mình thôi. Nó có hai quyển, là quyển Basic 1 với lại là Basic 2. Hầu như những cái câu trong này á, theo mình là tụi mình rất là hay thường gặp và hay sử dụng trong đời sống. Kể cả những bạn N5 hay N4 đều vẫn sẽ có thể hiểu được cũng như là học được từ cái quyển sách này. Những chủ đề có trong sách giống như là Jikoshokai nè, quá quen thuộc luôn. Rồi chuẩn bị cho cuộc họp tại căng tin, làm thêm giờ, rồi tại quán bar nữa. Lành mạnh ghê. Đây, bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ ở chủ đề say rượu này nha. Nghe có vẻ hấp dẫn cho mọi người xem. Ôi, cái bút mắt nó bị rơi ra. À, sách này á, còn có cả đĩa CD kèm theo để mà tụi mình có thể nghe được nữa. Tức là mình học giao tiếp, mình phải nghe xem là người ta nói như thế nào á, mình mới có thể bắt chước được. Fitzkayoi, tức là hôm nay mình say xong rồi đến hôm sau mình vẫn còn bị mệt, bị đau đầu chẳng hạn vì đã say rượu đêm hôm qua, kiểu như vậy. Tối qua tôi đã uống quá nhiều. Đầu tiên là sẽ có một cái đoạn hội thoại mẫu, mọi người có thể nghe CD cái đoạn này cho nó chân thực. Ohayou gozaimasu. Chotto yube nomisugitan desu. Futsukayou desu ka? Kimochi ga wadui desu. Kino wa kenshuu datta de shou. Dou shite nomisugitan desu ka? Kenshuu no ato de Pierre-san to nondan desu. Nondan nghe lạ quá. Nghe lạ. Sou desu ka? Pierre-san wa osake ga tsuyoi desu kara kio tsukete kudasai ne. Yokatta ra kono kusuri wa douzo. Arigatou gozaimasu. Odaiji ni. Maria-san, kusuri arigatou gozaimashita. Okage sama de yoku narimashita. Sore wa yokatta desu ne. Xong bên đây á, người ta có Romaji, cái chữ này qua cho mọi người biết là cách đọc như thế nào nè. Còn có cả phần là dịch tiếng Việt nữa. Đây là nghĩa của cái cuộc nói chuyện hồi nãy. Có một cái phần đó là điểm ngữ pháp. Những cái ngữ pháp mà sử dụng trong kaiwa hàng ngày á, trong giao tiếp hàng ngày á, mình thấy nó rất là đơn giản thôi. Không có cái gì là phức tạp hay là khó hay là như nào hết. Nó không phải là trong văn bản hay là trong những cái buổi mà nói chuyện trang trọng. Cho nên là rất là dễ học, rất là dễ nhớ nữa. Những chủ đề này nó không có gì là cao siêu hết. Nó rất là gần gũi mà kể cả đi làm và đi học thì tụi mình đều sẽ gặp những cái trường hợp mà tụi mình phải sử dụng đến nó. Nên là mình rất rất khuyến khích mọi người mua hai cái quyển này. Nó giống như là từ điển trong giao tiếp vậy đó. Mỗi khi mà mình cần cái gì á, xong mình sẽ có thể ngay lập tức tham khảo ở trong đây. Giá bìa một quyển là 268.000, có tặng kèm đĩa CD của công ty văn hóa sáng tạo trí Việt First News. Khi mà giao tiếp tụi mình sẽ nói chuyện phong phú hơn, đỡ nhàm chán hơn.